Có cây 041 là dòng tem ngang mọi người. Dòng này thì nó dòng hệ của 041 cho nên là cây này còn đẹp quá. Máy bãi về nó dơ cho nên là mới xịt nước sơ sơ thôi nha. Cái này chưa dọn sạch sẽ cho nên là nhìn một số điểm nó còn hơi dơ. Rất là nền nè. Cả cái tay cầm bao tay cầm luôn này. Công suất nó trên này. Ừ, 61 cc nằm 61 sen ha, cc ha, là báo công suất. Dòng này thì nó hơi nặng xíu mà cắt cây to được 7,2 kg. Dòng này 041 AVQ1 là có nghĩa là nó dòng AVQ là nó có thăng xích nha. Rất là nhẹ nhàng luôn, khóa được luôn. Ủa, nghe tặc tặc luôn ha. Nghe tăng tăng luôn. Máy đẹp. Con này còn khá là đẹp. Những dòng này thường nó về mà máy nó xấu xấu, chốc sơn nhiều dữ lắm nha. Không nhìn không được liên lạc tuyệt vời. Con này nó khá là đẹp. Nhìn cái lam vít cực kỳ luôn. Bộ lam xích này gắn cho 381 cực kỳ chất lượng nha. Là tinh zin của nó này. Còn dày nha. Xích thì còn nguyên dày như là mới luôn nha. Bé lắm nha. Ừ. Máy rất là đẹp. Ừ. Còn cái bao công tắc luôn. Tem. Anh em muốn liên hệ thử 2 4 6 8 10 số 07 4 4 2 9 4 1 9 liên hệ thử, anh em thử liên hệ coi có ai trả lời không anh em. Cái này là cái tem bán hàng của Nhật, cửa hàng nó thì dòng này dòng hệ của 041 nhé. Ừ, có xui rất cần rất là liền lạc nè, không bị bể nứt gì luôn. Mặt trước nó kiểu nó cắt cái nhựa gì hay là nhớt nó chảy đấy, cái này nó hơi ố ha. Còn nam vip rồi, không nói gì thì cái nam nam cực vip luôn, chân ốc này không có vết mở, còn 7 màu luôn ha. Nói chung là rất đẹp, made in Germany ở dưới ha. Germany là của Đức ha. Nam rin của nó. Dòng cái nam này ráp cho chân ốc 12 ly, ráp cho 381 được, cực kỳ kỳ vip luôn nha. Cái chất lượng của nam Đức ha. Cái nam này này rất là tốt. Trời. Dịch muốn gãy tay luôn. Rất là tốt nha. Dòng này này nó xài IC 3 cục thì phải. Máy máy chưa dọn nha. Đang bình xăng. Wow. Còn xíu xăng luôn này. Này em bao hơi nhé. Dòng này thì thường này. Kể cả anh em lớn làm nhỏ thì đều bao để tăng uy tín thì người ta thường bao hơi thôi. Không bao nữa ha. Cho nên là những đối với những dòng này thử dụng giật cái này thử ha. Cái này nó nổ luôn, còn xăng Nhật luôn nha. Xăng này về mọi người nên đổ bỏ ha. Thì xúc này chế là ngon lành. Cái này còn rất là tuyệt vời luôn. Chỉ có mặt trước nó hơi ố xíu thôi. Còn nam xích
kể từ em xích máy ha, máy ít hơi chắc. Rồi cái này em bao hơi bao điện mọi người luôn nhé. Em mở chế ra. Cứng quá mọi người. Rồi về kiểm tra ha. Chúc sơ chế lại cây này có khả năng cắt được luôn. Dòng này cắt cây lớn ngon. Nếu mà dọn ngon cắt rất là ngon rồi. Bền cực bền luôn nhé. Ok, cây này có giá 1.650.000. Like hộ kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người xem video ủng hộ kênh, cũng như ủng hộ những cái đơn hàng bên em. Có khóa xích đầy đủ hết nha. Hình thức máy như trên video. Cái nào em bao không bể vỡ gì đâu mọi người. Chĩa gỗ rất đầy đủ. Chĩa gỗ ăn sáng luôn. Này là dính dơ thôi. Kiểu này nó cắt, nó cắt nhót ra luôn này. Này máy chưa dọn nha, mọi người về kiểm tra lại nha. Anh em khả năng cái này cũng dễ thôi. Nó đã bao hơi bao điện rồi thì nó cũng rất là dễ dàng. Ốc đầy đủ hết. Ốc còn rất là đẹp luôn nha. À, dòng này em nghĩ nó xài chợ cái bộ giật của chó giật đấy mọi người. Chó này rất là quý đối với dòng này nha. Thì dòng này xài bù ni nhựa tròn tròn này. Nhiều. Nên cái chó này rất là quý luôn nha. Em giật nó thực thực kiểu này có khả năng nó... Em không mở ra coi nhưng mà có khả năng nó xài cái chó đó nha. Xài chó giống như 381 xài rất là bền nha. Có thể thay được. Có thể thay cái chó được. Cảm ơn mọi người coi video. Số điện thoại thì em để trên phần tiêu đề. Còn anh em với khách quen thì cũng biết rồi. Hình thức giao dịch thì cũng biết bên em rồi. Thường thì đối với hàng dọn rồi thì em khách cọc cho em 200k. Nhưng mà đối với hàng chưa dọn thì máy nặng như vậy cũng cây này nó khá là nặng. Cho nên là ông khách quen thì khỏi. Em tin tưởng thì em có thể chuyển hàng cho mọi người nhé. Khách lạ thì tiền cố gắng cọc cho em 200k ha. Rồi báo địa chỉ em ship hàng. Chào mọi người nhé.